Farmies, ngày hôm nay thật đẹp, tất cả chúng ta hãy đi sở thú nhé. Daddy và bọn mình đi sở thú với nhau nào. Đi với nhau đây, đi với nhau nào. Daddy và bọn mình đi sở thú với nhau nào. Chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi không. Sở thú chúng ta đi, đi nào. Nhìn voi lung lay với chú voi ở đây này, đôi tay to và cái voi lung lung lay. Nhìn voi lung lay với chú voi ở đây này, chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi không. Sở thú chúng ta đi, đi nào. Khi đột kìa nó gai sốt sốt soạt, nhảy lên cao và gai sốt sốt soạt, treo đuôi lên cao nó gai sốt sốt soạt. Chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi không. Sở thú chúng ta đi, đi nào. Ở đằng này con gấu ấy điên rồi, chiếc áo đen của anh ấy quá quá nặng. Đừng lại gần đến đó quá quá gần, không nên cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi không. Sở thú chúng ta đi, đi nào. Hai cậu nhỏ ở hồ kêu yên 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 ngồi, bắt chú cá nó kêu yên yên ngồi. Hai cậu nhỏ ở hồ kêu yên 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 ngồi, chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi không. Sở thú chúng ta đi, đi nào. Mình đùa cả ngày và đã muốn ngủ rồi, ở trên xe hơi và giấc muốn đi ngủ. Sẵn sàng về nhà và ngủ đi thôi nào, bởi ta cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi không. Sở thú chúng ta đi, đi nào. Bác sĩ, mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Hãy để tôi lấy ngài thân nhiệt với máy đo kê nhịp của tôi. Sẽ chẳng sao khỏe lắm nhé, chờ qua lo hay vui lên nào. Chào bác sĩ một lần nữa. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Có nóng không con thấy thế nào? Chẳng phải chích thuốc đâu con à. Chỉ cần con uống nước mát thôi, sẽ ổn thôi, sẽ tốt hơn nhiều. Đã trở lại bác sĩ ơi. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Con lớn lên rất khỏe mạnh, đứa trẻ ngoan và cũng khỏe mạnh. Về nhà đi hơi bé ơi, chớ có quên nói lời tạm biệt.
sĩ. Hãy nhìn vịt mẹ và năm con vịt con của nó. Nhưng chỉ có bốn chú vịt quay về mà thôi. Bốn chú vịt con mới đến nơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quack 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 quack. Nhưng chỉ có ba chú vịt quay về mà thôi. Chỉ có hai chú vịt quay về mà thôi. Hai chú vịt con mới đến nơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quack 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 quack. Nhưng chỉ có một chú vịt quay về mà thôi. Cẩn thận nhé mọi người, tôi cảm thấy như muốn hắt hơi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đồng giống như một tá ong vô về trên sức đu trong môi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Mùi tôi đã chảy nước, tơ nghẹt mùi. Mình chẳng thể dừng được nữa, nào chiếc khăn tay đâu. Chẳng có một thứ chi. Ôi tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ vượt qua thôi. Achoo. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đồng giống như một tá ong vô về trên xích đu trong môi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Mình thư mọi thư, tơ nhẹt mùi. Bác sĩ hãy cho tôi biết tôi phải làm gì để không rung rinh. Nó sẽ khỏi theo thời gian. Bạn đã bị sốt rồi, hãy uống thuốc. Achoo. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đồng giống như một tá ong vô về trên xích đu trong môi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Tôi nghĩ cuối cùng nó cũng sẽ khỏi thôi. Achoo. Này các Farmies, hôm nay chúng ta sẽ đi chợ nhé. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ.
chợ vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà, đã mua xong rồi. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà, đã mua xong rồi. หิวแล้วเรามากินแอปเปิ้ลและกล้วยกันเถอะออกเสียงเอ้ใช่ใช่แกแกแกแอปเปิ้ลไกลไกลไกลใช่ใช่ใช่แกแกแกแอปเปิ้ลไกลไกลไกลใช่ใช่ใช่แกแกแกแอปเปิ้ลไกลไกลไกลใช่ใช่ใช่แกแกแกแอปเปิ้ลไกลไกลไกลคราวนี้มาร้องกันให้ถูกทุกคำออกเสียงอี้ตีชีชีกีกีกีอีเปลิกลิกลิกลิตีชีชีกีกีกีอีเปลิกลิกลิกลิตีชีชีกีกีกีอีเปลิกลิกลิกลิตีชีชีกีกีกีอีเปลิกลิกลิกลิร้องอีกครั้งให้ทุกคำออกเสียงเป็นไอไก่ใช่ใช่ไก่ไก่ไก่ไอเป็นไรไกลไกลไกลไก่ใช่ใช่ไก่ไก่ไก่ไอเป็นไรไกลไกลไกลไก่ใช่ใช่ไก่ไก่ไก่ไอเป็นไรไกลไกลไกลไก่ใช่ใช่ไก่ไก่ไก่ไอเป็นไรไกลไกลไกลมาสนุกกันต่อเลยเปลี่ยนทุกคำเป็นโอโชโชโกโกโกโอปะลอปะโกโกโตโชโชโกโกโกโอปะลอปะโกโกโตโชโชโกโกโกโอปะลอปะโกโกโตโชโชโกโกโกโอปะลอปะโกโกมาเปลี่ยนทุกคำให้เป็นอูกัน
glu glu glu. Tu su su go go go. Opalu glu glu glu. Tu su su go go go. Opalu glu glu glu. Tu su su go go go. Opalu glu glu glu. ฉันลืมไปแล้วว่าเสียงจริงเป็นยังไงเรามาร้องในแบบที่ถูกต้องกันเถอะตัวฉันชอบกินกินกินแอปเปิ้ลก็กล้วยกล้วยตัวฉันชอบกินกินกินแอปเปิ้ลก็กล้วยกล้วยตัวฉันชอบกินกินกินแอปเปิ้ลก็กล้วยกล้วยตัวฉันชอบกินกินกินแอปเปิ้ลก็กล้วยกล้วยO U ทั้งหมดนี้คือสระNày các Famis, nhìn con tàu tuyệt đẹp đó kìa. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Và ồ tất cả tàu chờ đầy ở đó những điều đẹp tươi. Trang phục ở đó trong ca bin tàu này ta đang cầm tay.Cánh buồm trên đó là tấm lụa cột buồm làm bằng vàng tây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Bốn và hai mươi thì thu đoàn họ đứng ở giữa sáng kia. Bốn và hai mươi chuột trắng tựa dây chuyền trên cô thật xinhThuyền trưởng ở đó là con vịt và chiếc ba lô trên lưng. Và tàu di chuyển thật nhanh là thuyền trưởng nói quạt quạt. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây.Trông nó có vẻ đáng sợ. Hai cùng lái chẳng thế đâu. Thư nào con nhé, sẽ thư ngay đây. Mình đang lái này ồ đúng đây. Vâng đúng rồi, vâng đúng rồi. Đây chiếc xe đạp nhỏ xinh xinhngồi lái đi ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia vượt bao tuyết và mưa hay lái chậm với nhanh đôi non đi này vẫn được thôi hay đạpHãy đến ngồi lái đi ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia vượt bao tuyết và mưa hay lái chậm với nhanh con thích không nàoHãy đến ngồi lái đi ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia vượt bao tuyết và mưa
phải không nào? Hãy để tất cả chúng ta lái xe một lần nữa với các Famis. Một buổi sáng thật đáng yêu. Hãy đánh thức bọn trẻ dậy. Đã đến lúc đến trường thôi. Yeah. Trời sáng hãy thức dậy đi. Cố lên. Tắm rửa này con. Chơi lười biếng. Con ngủ tiếp nha bố. Mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhanh ra khỏi giường con ơi. Mặt trời đã khói đau chúng ta. Bạn bè con đang chờ đợi con. Con cô đôi đó bây giờ làm sao? Hãy nhanh ra khỏi giường con ơi. Mặt trời đã khói đau. Heo con kia mở cửa ra mau. Không không ta sẽ không không mở cửa ra đâu
chúng ta thôi bay cả nhà đó nha. Puff, puff, puff. Nhưng con sói không thể thổi bay cái nhà, và ba chú heo sống hạnh phúc trong ngôi nhà gạch của mình. Này các em, hãy đi gặp các phương tiện giao thông cùng với các Famis nào. Bọn mình chào ông taxi, Famis xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Tìm và tìm hành khách nếu cần và chờ anh ta đến đó. Chúc ông vui vẻ và may mắn nhiều. Mình chào xe buýt này, Fami xin chào. Chị làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ bọn trẻ đến trường học và đưa đón. Bye bye xe buýt và chúc lái an toàn. Mình chào ngài xe chứa trái này, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mèo kẹt trên cây cần tôi đến giúp. Bye bye xe cứu hỏa và hãy giữ thân mình. Mình chào phi cơ này, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình vận chuyển hàng hóa nhiều nơi trên thế giới. Hãy nhanh lên máy bay này và chúng mình sẽ gặp lại. Chào ngày tàu thủy đến chốn này, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ nhiều khách cùng ra biển lớn và sẽ gặp lại nhau mỗi khi chẳng làm gì. Thật là vui khi được gặp các phương tiện vận tải phải không? Hẹn sớm gặp lại cùng các Fami nhé. Tạm biệt. Chúng ta cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn.
vroom, xe buýt kêu vroom vroom. Đi đến trường học thôi, xe buýt kêu vroom vroom, xe buýt kêu vroom vroom, xe buýt kêu vroom vroom. Đi đến trường học thôi, hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm. Đi đến trường học thôi, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm. Đi đến trường học thôi, hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt.